Thưa quý vị, sau một ngày làm việc nghiêm túc, khẩn trương và với tinh thần trách nhiệm cao, hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội lần thứ 13 của Đảng và nghị quyết đại hội lần thứ 22 Đảng bộ thành phố đã hoàn thành chương trình đề ra. Trên tinh thần khắc phục tồn tại, hạn chế, với quyết tâm chính trị và sự đoàn kết cao, hội nghị đã thống nhất quan điểm không thực hiện điều chỉnh các chỉ tiêu về kinh tế xã hội mà tiếp tục tập trung nỗ lực phấn đấu thực hiện đạt kết quả cao nhất các chỉ tiêu theo nghị quyết đề ra, thống nhất điều chỉnh bổ sung các chỉ tiêu về tổ chức đảng, đảng viên theo nghị quyết số 21 của Ban chấp hành Trung ương Đảng. Phát biểu bế mạc hội nghị, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng đề nghị toàn đảng bộ, các cấp, các ngành không chủ quan với những kết quả đạt được và cũng không quá bi quan lo lắng trước những khó khăn thách thức, mà trái lại cần hết sức bình tĩnh, chủ động nắm bắt thời cơ, phát huy truyền thống đoàn kết thống nhất và phát huy tính năng động, tự lực tự cường, sáng tạo và phát huy các bài học kinh nghiệm đã có, phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu mà nghị quyết đại hội lần thứ 22 đảng bộ thành phố đã đề ra. Rà soát và triển khai quyết liệt, đồng bộ, có hiệu quả các nhiệm vụ giải pháp theo chương trình làm việc toàn khóa của Thành ủy và Ban Thường vụ Thành ủy cùng các chương trình hành động, kết luận của Thành ủy để thực hiện nghị quyết đại hội 13 của Đảng, nghị quyết đại hội lần thứ 2 Đảng bộ thành phố, nghị quyết số 43, nghị quyết số 26 của Bộ Chính trị và nghị quyết số 119 của Quốc hội, đảm bảo bám sát và tích hợp đầy đủ các chủ trương mới của Trung ương, của Thành ủy, nhất là tập trung hoàn thành các nhiệm vụ còn tồn đọng, chậm tiến độ, tiếp tục kiên trì thực hiện nghị quyết Trung ương 4, khóa 12, khóa 13 và kết luận số 21 về đẩy mạnh xây dựng chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị, tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ giải pháp về việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên. Hiện nay, một bộ phận cán bộ công chức có tư tưởng e dè, sợ hãi, chưa làm hết trách nhiệm và có tình trạng đùn đẩy trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Vì vậy, giao cho Ban Cán sự Đảng để tham mưu cho Ban Thường vụ Thành ủy và Thành ủy các cái biện pháp chỉ đạo để khắc phục tình trạng này. Đồng thời, giao cho Ủy ban Kiểm tra Thành ủy triển khai nắm tình hình và tiến hành kiểm tra, giám sát ở các tổ chức đảng và gắn với trách nhiệm của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt ở những nơi có biểu hiện né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, không làm đúng, làm đầy đủ nhiệm vụ quyền hạn được giao. Người đứng đầu đảng bộ thành phố cũng đề nghị cần tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị, đồng thời quyết liệt tập trung đối với nhóm các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội. Các cái chỉ tiêu về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội chúng ta không điều chỉnh, chúng ta không vì câu chuyện thành tích để điều chỉnh, mà chúng ta xác định để chúng ta phấn đấu. Do đó, đề nghị Ban Cán sự Đảng chỉ đạo các sở ngành rà soát, đánh giá, phân tích tổng thể về tốc độ tăng trưởng GDP của thành phố, tập trung vào những ngành kinh tế chủ lực, mũi nhọn và có những đóng góp lớn trong tăng trưởng và các ngành lĩnh vực có sự sụt giảm để xác định cụ thể nguyên nhân, đề ra các nhiệm vụ giải pháp có hiệu quả để thực hiện từ nay đến cuối nhiệm kỳ. Trong đó, cần tập trung vào việc giải ngân vốn đầu tư công theo đúng chỉ đạo của Chính phủ và của Ban Thường vụ Thành ủy và tập trung tháo gỡ các khó khăn vướng mắc để nhanh cái trình tự thủ tục triển khai các dự án động lực trọng điểm có quy mô lớn. Đồng thời chủ động làm việc với các nhà đầu tư lớn, chiến lược, đồng hành cùng với các nhà đầu tư trong việc triển khai, thực hiện các dự án mới trên một số lĩnh vực trọng điểm mũi nhọn của thành phố, đẩy mạnh việc triển khai nghị quyết số 05 của Thành ủy về chuyển đổi số và các đề án, chương trình kế hoạch xây dựng thành phố thông minh và phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, nhất là thúc đẩy việc hình thành Trung tâm Khởi nghiệp Sáng tạo Quốc gia tại Đà Nẵng, cần tiếp tục tập trung thực hiện có hiệu quả các chương trình chính sách riêng có nhân văn của thành phố như chương trình thành phố 4 an, 5 không, 3 có theo chuẩn mới, chủ trương miễn học phí đối với các bậc học, ban hành chỉ thị mới thay thế chỉ thị 24 về đẩy mạnh công tác phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật đối với người chưa thành niên trên địa bàn thành phố. Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đề nghị các đồng chí thành ủy viên với trách nhiệm người đứng đầu cần quyết liệt sáng tạo trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện và đi đôi với việc đôn đốc khẩn trương, chủ động giải quyết kịp thời các khó khăn vướng mắc trên các lĩnh vực, những vấn đề nổi cộm dư luận quan tâm để thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị được giao, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu chỉ tiêu đã đề ra cho cả nhiệm kỳ, góp phần xây dựng Đà Nẵng trở thành trung tâm kinh tế xã hội lớn của cả nước, là cực tăng trưởng vùng kinh tế trọng điểm miền Trung Tây Nguyên, là thành phố giàu đẹp, an bình, văn minh, hiện đại.